Ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn lao động là một nam công nhân tử vong dưới hố công trình. Theo đó, tối ngày 2 tháng 7, nhóm công nhân tiến hành thi công lắp đường ống nước ngầm cho công ty cây xanh tại khu vực ngã tư Mơ đường xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Lúc này, nam công nhân tên Ca, 45 tuổi, quê Bình Dương, đang làm việc dưới hố sâu khoảng 3 mét, thì bất ngờ bị đất trên bờ sạt xuống, vùi lấp nam công nhân này. Thế vậy, một nam công nhân khác đang đứng trên bờ, liền lập tức điều khiển xe múc với ý định múc đất cứu anh ca. Tuy nhiên, trong quá trình múc đất, thì phần đầu của xe múc đã múc trúng người của anh ca, khiến anh này tử vong dưới hố. Nhân thông tin, công an phường Trường Thọ đã có mặt đưa tài xế xe múc về đồn lấy lời khai, tổ chức bảo vệ hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra.